Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bão Noru giật cấp 17 khi áp sát đất liền, miền Trung sắp mưa lớn. Bão Noru có thể đạt sức gió mạnh nhất cấp 13, 14, giật cấp 17 trên Biển Đông. Từ chiều ngày 27 tháng 9, nhiều nơi ở Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên bắt đầu chịu ảnh hưởng của hình thái này. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết rạng sáng ngày 26 tháng 9, bão Noru đã vượt qua khu vực phía nam của đảo Luzon, Philippines và đi vào Biển Đông. Đây là cơn bão số 4 trong năm nay hoạt động tại khu vực. Lúc 4 giờ, tâm bão nằm trên vùng biển phía tây đảo Luzon, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 12, 13, giật cấp 14. Bão đã yếu đi 2 cấp sau khi di chuyển qua đất liền. Ngày và đêm nay, hình thái này di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20-25 km/h. Rạng sáng ngày 27 tháng 9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16. Sau thời điểm này, bão giữ vận tốc nhưng di chuyển thẳng theo hướng Tây và có xu hướng mạnh thêm. Rạng sáng ngày 28 tháng 9, tâm bão cách đất liền Đà Nẵng, Bình Định khoảng 170 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 13, 14, giật cấp 17. Đây là thời điểm bão mạnh nhất. Với vận tốc và hướng đi không đổi, bão được dự báo đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ ngày 28 tháng 9, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Rạng sáng ngày 29 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía Nam Lào. Cùng nhận định, cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo tối ngày 27 tháng 9, thời điểm tâm bão áp sát vùng biển ven bờ khu vực Trung Trung Bộ, sức gió mạnh nhất đạt 162 km/h, tương đương cấp 14, giật cấp 17. Dù vậy, cơ quan này đưa ra vùng ảnh hưởng do bão hẹp hơn và trách lên phía Bắc so với dự báo trước đó, trải dọc từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Ở kịch bản cực đoan hơn, Đài Hồng Kông cho rằng bão có thể đạt sức gió cực đại lên 175 km/h, tương đương cấp 15, giật cấp 17 khi vào sát bờ. Sau khi quét qua đất liền Quảng Bình, Quảng Ngãi, hình thái này vẫn có thể duy trì sức gió mạnh cấp 9 trên khu vực phía Nam Lào. Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, 9 sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão cấp 12, 14, giật cấp 17, sóng cao 8-10m, biển động dữ dội. Từ trưa ngày 27 tháng 9, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cú Lao Chàm, Lý Sơn, có gió mạnh cấp 8, 9 sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 14, giật cấp 17, sóng cao 8-10m. Từ tối và đêm ngày 27 tháng 9, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m. Chuyên gia cảnh báo khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đề phòng nước dâng do bão cao 1-1,5m gây ngập úng tại khu vực trũng thấp ở ven biển cửa sông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Trên đất liền, gần sáng ngày 28 tháng 9, khu vực ven biển từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận dự báo có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Cùng lúc, ven biển Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9, 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 14, 15. Nơi sâu hơn trong đất liền, gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 12, 13. Riêng khu vực Kon Tum và Gia Lai có gió mạnh dần lên 6, sau tăng lên cấp 7, 8, có nơi cấp 9, giật cấp 11. Đáng lưu ý, từ chiều ngày 27 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, khu vực từ Trung Trung Bộ và phía Bắc Tây Nguyên hứng đợt mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm, có nơi trên 350mm. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9, mưa có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ. Vì sao bão Noru mạnh lên trước khi đổ bộ miền Trung? Chuyên gia cho biết, khi vào đến khu vực phía nam của đảo Hoàng Sa, bão gặp điều kiện thuận lợi để mạnh trở lại cấp 13-14 trước khi tiến vào đất liền từ Đà Nẵng đến Bình Định. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Noru đã bắt đầu giảm cấp khi quét qua phía đông nam đảo Luzon, Philippines. Lúc 19 giờ, sức gió duy trì ở cấp 13-14, giật cấp 16, giảm một cấp so với 3 giờ trước. Ngay khi vào Biển Đông vào ngày 26 tháng 9, bão tiếp tục giảm cường độ xuống cấp 13, giật cấp 16. Tuy nhiên, quá trình di chuyển trên biển, hình thái này có xu hướng mạnh trở lại. Thời điểm cơn Noru đạt cường độ mạnh nhất trên Biển Đông là tối ngày 27 tháng 9, khi tâm bão còn cách đất liền Đà Nẵng, Bình Định 300 km. Lúc này, sức gió mạnh nhất cấp 13, 14, giật cấp 17. Như vậy, bão tăng một cấp khi vào sát bờ.
Trong khi đó, mô hình dự báo của trang TSR cho thấy bão có giai đoạn giảm cấp từ cấp 4 212 km/h xuống cấp 1 130 km/h sau khi quét qua Philippines và vào Biển Đông. Sau đó, hình thái này mạnh dần trở lại và đạt đến cấp 3 185 km/h khi áp sát đất liền ngày 27 tháng 9. Như vậy, theo mô hình này, bão Noru có thể tăng 2 cấp, tương đương 2-3 cấp, từ cấp 13 lên cấp 15-16 khi vào đất liền Trung Bộ. Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, nhận định thời điểm vào đến phía nam của đảo Hoàng Sa, bão ở giai đoạn trưởng thành, có nhiều điều kiện khiến bão mạnh trở lại. Theo chuyên gia, nhiệt độ bề mặt nước biển khu vực này tương đối cao, việc di chuyển trên vùng biển ấm thuận lợi cho sự mạnh lên của bão. Đồng thời, các điều kiện động lực ngay tại khu vực bão hoạt động cũng thuận lợi để hình thái này tích tụ năng lượng và mạnh lên khi vào gần bờ. Sau đó, khi bắt đầu có ma sát, bão có thể ảnh hưởng đến đất liền với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 14. Với cường độ trên, người dân có thể hình dung sức gió khi đổ bộ của Noru trong những ngày tới tương đương với bão Sansine vào tháng 9 năm 2006, bão Kestana vào tháng 10 năm 2009 hay gần nhất là bão Molave vào tháng 10 năm 2020. Chuyên gia cảnh báo 4 địa phương khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. 4 tỉnh, thành phố có thể ảnh hưởng gián tiếp là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên và Kon Tum. Dự báo ban đầu cho thấy ngày 27-28 tháng 9, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định và Tây Nguyên có thể hứng lượng mưa lớn lên tới 150-300mm một đợt, có nơi trên 350mm. Với mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn, người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt. Từ đêm ngày 27 đến ngày 30 tháng 9, mưa lớn cũng trút xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình với lượng mưa tương tự như trên. Trong bản tin lúc 20 giờ tối ngày 25 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm nay và ngày mai, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20-25 km/h và đi vào Biển Đông. Tối ngày 26 tháng 9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 16. Hình thái này sau đó giữ vận tốc, đi thẳng theo hướng Tây và có xu hướng mạnh lên. Đến 19 giờ ngày 27 tháng 9, tâm bão nằm trên vùng biển phía tây nam của đảo Hoàng Sa, cách đất liền Đà Nẵng, Bình Định khoảng 300 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 17. Sau thời điểm này, bão giữ vận tốc hướng đi và tiến vào đất liền Trung Trung Bộ. Dù vậy, ngay từ tối và đêm ngày 27 tháng 9, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có thể bắt đầu chịu ảnh hưởng từ bão. Thủ tướng trời quang mây tạnh vẫn không được chủ quan với bão Noru. Kể lại việc lãnh đạo các tỉnh miền Trung báo cáo trời quang mây tạnh, Thủ tướng lo ngại điều này có thể khiến người dân chủ quan lơ là trước diễn biến của bão số 4 có tên Noru. Sáng ngày 26 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trước những diễn biến phức tạp của bão Noru khi áp sát đất liền, người đứng đầu chính phủ đã dành thời gian chỉ đạo về công tác ứng phó với cơn bão số 4, bão Noru. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, sức gió có thể đạt tới cấp 13-14, giật cấp 16, tốc độ di chuyển nhanh. Dự báo chiều tối ngày 27 tháng 9, bão ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Bộ, trọng tâm từ Quảng Trị đến Bình Thuận. Trước lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại cơn bão Durian xuất hiện vào cuối năm 2006 đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, với khoảng 10.000 tỷ đồng ở thời điểm đó. Do đó, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, nhất là tỉnh, thành phố miền Trung phải tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Thủ tướng cũng cho biết, ông vừa gọi điện cho lãnh đạo các tỉnh, thành phố miền Trung và được báo cáo là ở nhiều nơi vẫn trời quang mây tạnh. Điều này có thể khiến nhiều người dân chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Thủ tướng nhấn mạnh các bộ ngành địa phương tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, đồng thời không để người dân chủ quan lơ là, mất cảnh giác trước diễn biến của bão. Trong đó, các đơn vị cần khẩn trương rà soát, kêu gọi tàu thuyền, ngư dân nằm trong vùng nguy hiểm tìm nơi tránh trú, rà soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, đảm bảo an toàn hồ đập, lồng bè, nuôi trồng thủy sản, ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt sau bão. Thủ tướng nêu rõ các bộ ngành địa phương, nhất là người đứng đầu, phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, của nhà nước trong bối cảnh thời tiết, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến cực đoan, bất thường, gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Noru có thể đạt cường độ mạnh nhất cấp 13, 14, giật cấp 17 trên vùng biển Quảng Trị, Quảng Ngãi vào sáng ngày 28 tháng 9. Ảnh hưởng của bão, miền Trung bắt đầu mưa lớn từ chiều ngày 27 tháng 9 với lượng mưa lên tới 200-300mm, có nơi trên 350mm. Hiện các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận rà soát phương án sơ tán dân với tổng số gần 214.000 hộ, tương ứng trên 868.000 người. Trong đó, các tỉnh trọng tâm dự kiến bão đổ bộ từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi sẵn sàng phương án sơ tán hơn 93.000 hộ với khoảng 369.000 người tùy theo diễn biến của bão. Chiều ngày 25 tháng 9, Thủ tướng cũng ban hành công điện yêu cầu các địa phương và bộ ngành khẩn trương ứng phó trước diễn biến của bão Noru. Vừa rồi là thông tin cuối cho bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!